Xin chào tất cả anh chị. Buổi sáng ngày hôm nay thì tiếp tục tôi giới thiệu tới tất cả các bác một cái siêu phẩm. Tại sao mà nói về siêu phẩm? Chúng ta chỉ nói đến cặp đèn này thôi. Đã lên tới 200 triệu rồi. Nó có mức độ chiếu xa là 650 mét mà không một chiếc xe nào làm được. Đặc biệt cặp đèn này nó là cặp đèn cao cấp nhất của họ nhà mẹ. Các bác có thể thấy nó có thể là bẻ theo góc lái. Đấy. Hoặc là chẳng hạn như là khi phát hiện được ánh sáng ngược chiều thì nó sẽ tự tính toán chiếm những cái điểm, chiếu những điểm tối. Đấy. Chứ không chiếu những cái điểm pha ngược lên người xe đi trước không bị chói. 650 mét kinh khủng. Và chỉ riêng cặp đèn này đã 200 triệu rồi. Chính hãng các bác nhé. Đó. Và bên cạnh thì các bác có thể thấy ngay, đây là một bản cao cấp nhất, một chiếc GLC 300. Nó có 200 bản thường, 200 Formatic 300. Ngày xưa là nó thêm cái bản 250. Nhưng bản này là bản 300 thì lúc mới nó lên giá khoảng 3 tỷ hoặc trên 3 tỷ một chút. Thì các bác có thể thấy ngay bộ la răng khác biệt, nó là AMG. Đúng không ạ? Đấy, AMG. Và phanh hiệu suất cao thì đục lỗ thông hơi để thoát nhiệt tốt hơn khi chúng ta phanh liên tục hoặc đổ đèo. Đèn tích hợp bo rẽ trên gương. Và 4 cảm biến khóa mở cửa E-Let-Go. Chúng ta chỉ cần chạm vào đây là mở được cửa E-Let-Go rồi. Bật lên xuống chính hãng theo xe. Đấy. Tất cả nói về GLC, một thương hiệu của Mercedes. Một chiếc xe 300 Formatic dân động 4 bánh toàn thời gian 2 cầu. Thì phải nói chỉ là một niềm mơ ước cho tất cả mọi người. Một chiếc xe gầm cao, có doanh số bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Đó là siêu phẩm GLC. Những gì cao cấp nhất, những gì tinh túy nhất, những gì là xa xỉ nhất cũng được trang bị trên chiếc xe này. Kể cả là da cũng là da bò 2 tuổi Mỹ các bác nhé. Đèn đằng sau thì phải nói là tất cả các loại phôn kịch nét, nhưng nó rất đẹp các anh chị nhé, nó rất đẹp. Và các bác có thể chiêm ngưỡng một chút xem nào. Riêng cái đèn đằng sau thì chúng ta có thể bật lên để chiêm ngưỡng. Hôm nay trời nắng thì tôi đang đặt ở chế độ auto. Đấy. Thì nó sẽ không thể hiện được ánh sáng và tôi phải bật tự bật lên. Đó, các bác có thể thấy những cái giải phun nét siêu đẹp và siêu cao cấp, đúng không ạ? Đó. Càng nhìn thấu bên trong càng đẹp. Đó. Chỉ cần như vậy thôi đã thấy là sự khác biệt. Vậy thì một chiếc xe lên tới 3 tỷ hoặc trên 3 tỷ lúc lăn bánh. Đấy. Và được vài năm. Nhưng mà một mức giá là thảm hại và khó tin. Bây giờ nó chỉ còn 1 tỷ 350 triệu. Có nghĩa là mới vài năm lăn bánh, nó mất giá hơn một nửa giá trị của chiếc xe. Đấy. Vậy thì chúng ta có đáng sở hữu không? Một chiếc xe nguyên zin nguyên bản được sản xuất năm 2017, Formatic dẫn động 4 bánh toàn thời gian, bản cao cấp nhất của GLC họ nhà mẹ. Những cái gì mà cao cấp thì các bác có thể thấy ngay từ cái thảm nỉ của nó cũng khác biệt. Khác biệt hoàn toàn. Đó. Ghế gập sau toàn bộ là điện các bác này, toàn bộ là điện. Đấy, toàn bộ là điện nhá. Và bên cạnh những cái đèn cũng full nét. Cổng sạc 12V. Và loa và túi khí thì trang bị khắp nơi. Nói về họ nhà Mercedes thì có thể thấy rằng nó được trang bị rất nhiều. Đấy, con GLC này thì không thiếu gì. Cốp là cốp điện. Vì nó là bản cao cấp nhất. Đấy. Bô cũng là thể thao và cảm biến cảnh báo va chạm thì đương nhiên là 4 lung quanh xe rồi. Cửa lóc panorama toàn cảnh gạt mưa phía sau. Đặc biệt là bộ la răng AMG rất là đẹp. Vâng, thực sự rất đẹp các anh chị nhé. Ở trên lóc này thì từ cái thanh giá lóc của nó phải nói là cũng đẹp miên man luôn. Phải nói là quá đẹp. Đấy, từ cái tay nắm cửa. Vâng, chất mịn luôn. Các bác có thể thấy 4 cánh cửa đều mở cảm biến E-Let-Go luôn. Và chúng ta đi vào khoang nội thất thì nhìn các bạn tâm ly cánh cửa là căn phần đầu tiên. Để các bác thấy là các bạn đều có 3 vị trí như ghế. Và ghế toàn bộ chỉnh điện loa bô Mercer cực kỳ là hay. Đấy. Cực kỳ là hay. 13 loa bô Mercer cho chúng ta trải nghiệm cái dàn âm thanh thì phải nói là siêu VIP, siêu khủng và siêu hay. Đó. Và cực kỳ. Và cái này đặc biệt là hệ thống treo khí nén cả 4 bánh, lưng hạ gầm. Bây giờ thì GLC không còn treo khí nén nữa. Đấy.
Và bây giờ chỉ có bản này được treo khi nén thôi. Đấy, treo khi nén bây giờ bị cắt rồi các bác nhé. Đây các bác có thể thấy này, tất cả còn mới tinh tươm luôn nhé. Loa Bomexer. Đấy, mở cốp đây. Đèn auto, ga tự động cruise control, gạt mưa, đèn auto và tất cả auto và vô lăng thì được chỉnh điện. Đó, được chỉnh điện. Đó. Và chúng ta hãy bước sang bên kia. Nói chung là đẳng cấp vẫn là mãi mãi các bác ạ. Ngồi trên một chiếc GLC 300 thì tự dưng là chúng ta tự tin hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và đặc biệt là bước xuống thì mọi người phải trầm trồ rồi. Vậy thì xe toàn bộ hệ thống ở trung tâm đây là được ốp gỗ ốc chó. Nhưng tôi thích nhất là cái vân này nó không để lại cái lốt tay. Đấy, không lốt tay. Và đời này thì nó có trang bị là đầu đĩa. Đấy, và những cái cổng USB. Đấy, USB, cổng sạc mọi cái thì nó còn đầy đủ nhé. Và tính năng còn con GLC này thì nó có thừa. Đấy, chẳng hạn như tăng giảm âm lượng này, mở màn hình này, cân bằng điện tử này. Và ở bên đây thì có lưng hạ gầm này. Lưng hạ gầm thì các bác có thể đây. Đây là nút hận lưng hạ gầm này. Ai stop dừng đỗ 3 giây tự động ngắt máy này. Và chế độ thì ở đây nó có Sport, Sport cộng, Comfort và Eco. Thì thường là tôi đi thích đi chế độ Comfort, nó rất là vừa phải. Đấy, các bác có thể thấy nhá. Đây, dịch chuyển này. Đấy, Sport, Sport cộng. Đấy, tất cả các loại luôn. Tuyệt vời chưa? Đó. Và đương nhiên số là số trên vô lăng, số điện, nhưng cam lùi thì vô cùng là nét. Vô cùng là nét. Và đặc biệt các bác chỉ ấn vào đây là xong. Có gậy số vô lăng, tăng giảm âm lượng, chuyển bài hát, nghe gọi lại, điện thoại rảnh tay rồi các kiểu con đà điểu. Không thiếu cái gì. Nội dung là không thiếu cái gì. Và từ cái bệ tì tay cũng cực kỳ là sang xịn. Mà trong này thì có cổng cắm USB, cắm thẻ. Đấy, rất là đầy đủ nhé. Bệ tì tay và đây là check bed. Đấy, các check bed. Đấy, check bed là phản xạ cảm ứng nhé. Đấy, chúng ta có thể cài đặt này. Và chỉ cần di thế này thôi. Đây các bác nhìn cái vòng xoay này. Tôi di tay thì nhìn này, để chúng ta cài đặt nhé. Các chế độ. Đó, các chế độ nhé. Và những cái hệ thống đèn lóc cực kỳ siêu sang xịn và đẳng cấp, gương chống chói chỉnh điện. Nội thất thì màu kem và cửa sổ lóc panorama toàn cảnh. Và ghế qua thời gian thì các bác nhìn giúp em, còn rất là mới và đẹp. Dù sao những chiếc xe đắt tiền, giá trị như này thì người dùng đương nhiên phải giữ rồi. Cái điều đó không cần phải nhắc nhở người ta, nhưng rất yêu và phải giữ gìn nó, đúng không ạ? Quá là đẳng cấp. Ghế rất là ôm người, thể thao và mọi thứ. Kể cả bản tâm ly bên cạnh cũng được ốp gỗ ốc chó. Và ba vị trí như ghế, ghế toàn bộ chỉnh điện. Đấy, rất là hay. Đó là hệ thống xe mẹ. Người ta đưa cái chỉnh ghế lên cái phần tâm ly cánh cửa. Thì khi chúng ta đeo nhẫn, đeo đồng hồ đấy, hoặc là không chỉnh nên nó không bí. Chỉnh như này rất là bí. Và tâm ly đằng sau cũng là đẳng cấp. Và cũng là đẳng cấp. Loa Bomexer 13 loa cực kỳ là hay. Đấy, tuyệt vời chưa? Các bác có thể chiêm ngưỡng nhé. Và ngồi ở đây thì đặc biệt cái cửa gió điều hòa của xe mẹc đúng là mãi mãi là đẳng cấp và đẹp. Đấy, cổ điển, rất đẹp. Bệ tì tay để cốc. Trong này các bác để hai cái điện thoại, nhưng để cốc thì các bác ấn riêng lẻ vào đây nhé. Đó, ấn nhẹ thôi là nó ra. Đấy, bệ tì tay khi đi hai người. Còn khi đi thêm vị trí chúng ta lật lên. Nhưng các bác có thể thấy hệ thống tựa đầu của xe mẹc nó cũng sang xịn. Tất cả vật liệu là cao cấp. Chẳng hạn như da bò. Da bò này là loại bò 2 tuổi, bò Mỹ. Nuôi đến 2 năm là người ta thịt con bò người ta lấy. Thì cái độ tuổi của da nó rất là vừa vặn. Nó tăng cái độ bền. Nên cái da ghế này các bác đi vài chục năm không hỏng nếu chúng ta giữ gìn. Đấy, cửa sổ lóc. Và bên cạnh này các bác có thể đèn này, đèn trần này. Rất xịn sò luôn. Từ tựa đầu của mẹc mà chỉ có trên xe mẹc mới có thôi. Đúng là quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, quá tuyệt vời. Không có gì phải nói. Nhưng đặc biệt chiếc xe này chỉ trang bị động cơ là 2.0 turbo tăng áp các anh chị ạ. Nhưng nó có một cái công suất mã lực lên 258 mã. Đấy, GLC 200 cũng 2.0 turbo nhưng nó chỉ là 197 mã thôi. Như GLC 300 nó được lên 258 mã. Nó cực kỳ mạnh mẽ và cùng với hệ thống treo khi lén thì đi quá là êm. Lưng hạ gầm các bác này. Và khoang động cơ thì tôi cũng cứ để lỗ. Nói chung là rất mới rồi. Khẳng định những chiếc xe nhiều tiền mà. Đấy. Và tôi có thể mở cái này ra cho các bác xem.
từng con ốc, từng cái tem, cái mác. Đấy, tất cả là còn nguyên zin nguyên bản nhé. Đấy, còn nguyên zin nguyên bản hết các anh chị nhé. Đấy, nó quá tuyệt vời luôn. Đó, máy thì đang nổ. Nói chung không có gì. Đấy, phải suy nghĩ rồi, xe mới chạy được khoảng 6 vạn, hơn 6 vạn một chút thôi. Đấy, còn tất cả vật liệu, những cái gì là cao cấp nhất thì đã được trang bị trên chiếc xe Mẹc này rồi. Chắc không có gì phải bàn cãi, đúng không ạ? Cảm biến, cảnh báo, va chạm, 4 quanh xe. Và option tính năng thì nhiều, không kể xiết. Vâng, không kể xiết. Vậy thì các bác có thể chiêm ngưỡng, thì các bác có thể tham khảo. Đấy, vào gút để chúng ta có thể là gõ GLC 300 Formatic dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nó sẽ ra một loạt thông số để các bác có thể tham khảo mẫu xe này. Còn tôi thì chỉ mang cái dòng sản phẩm này, có thể là quay cho các bác, giới thiệu cho các bác thôi. Còn để mà nói về hết tính năng và cái giá trị của nó thì có nghĩa là nó rất là dài. Và tôi nghĩ là các anh chị không dành quá nhiều thời gian để nghe những cái điều như vậy, đúng không ạ? Đó. Còn các bác có thể tham khảo thêm. Đấy, rất hợp lý. Vậy thì 3 tỷ đồng 2017 đấy, GLC 300 mà còn nguyên zin nguyên bản cho các bác thì đương nhiên rồi, xe rất là đẹp. Vậy thì bây giờ còn chỉ còn một cái giá là 1 tỷ 350 triệu đồng. Có nghĩa là tương đương với chúng ta đã rẻ được không 1 tỷ 7 rồi. Các bác đang rẻ được 1 tỷ 7 sau có vài năm sử dụng. Thì đó là cái lợi ích và cái giá trị các bác mua xe qua sử dụng. Đấy, chúng ta không tiếp cận được xe mới vì nó quá đắt, đúng không ạ? Vậy thì đây là một sự lựa chọn quá tuyệt vời. Nó xem xem một chiếc Camry thôi, nhưng đương nhiên một chiếc Mẹc GLC 300 thì nó mang một tầm thương hiệu đẳng cấp hoàn toàn vượt xa, kể cả về độ an toàn, độ vận hành và mọi vấn đề, không thể so bì với Mẹc được, đúng không ạ? Thì cái sự lựa chọn thì nó tùy thuộc vào anh chị thôi. Và tôi thì có sản phẩm thì cũng cứ giới thiệu. Đấy, bác nào mà cảm thấy nó phù hợp đấy, với cái nhu cầu, cái túi tiền hoặc cái sở thích của mình thì có thể alo ngay cho Phúc Video là 0935 32 3333, hoặc đến cạnh khách sạn Trường Thành, Đường An Định, thành phố Hải Dương, cầm lái trải nghiệm, kiểm tra đánh giá chiếc xe. Hoặc cơ sở 2 là số 175 Đường An Định, thành phố Hải Dương. Đó là cơ sở xe sang. Phúc Video sẽ khai trương vào mùng 2 đầu tháng tới này. Thì cũng rất là mong các anh chị ủng hộ xe và đam mê. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vậy thì các anh chị nào quan tâm thì chúng ta có thể thả tim, thả like. Bác nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh. Đó. Còn bây giờ chúng ta hãy dành một chút ít thời gian để đi xuống phần gầm, để trải nghiệm giá trị và chất lượng của chiếc xe. Trước mắt các anh chị đây, xin mời các bác đi phần gầm ngay bây giờ. Và đây là các bác có thể theo dõi tiếp cái phần gầm của chiếc xe Mẹc. Dù xe cao cấp hoặc đời mới như nào thì chúng ta cũng phải xem nhé. Tất cả hệ thống của nó này, đúng xe Mẹc thì vô cùng cao cấp rồi. Vật liệu này không han không dị thì đương nhiên rồi này. Xanh treo rằng mọi thứ là hợp kim các bác nhé. Thì nó có cái màu sắc như này, từ con ốc này, từ con ốc này, mã này, thực lại này, đấy, đây ốc này, từ mã này và sơn nhà máy này, nó chuẩn nhá. Đây mã này, đấy, đây các bác này, từ con ốc này, răng càng này, đấy, xe Mẹc thì nó cao cấp, tại sao nó đắt đỏ, đấy, đây này, các bác nhìn xe thông thường thì làm sao có những hệ thống như này được, đúng không ạ? Tem này, đấy, máy móc thì zin đét rồi, cái này không ai bàn được. Máy móc này, đấy, con ốc này, máy này, đấy, khổ giòn hết các bác nhé, từ con ốc này, chọn men nhé. Đấy, đây này, thanh âm chống ồn thì đây, nhiều lớp thảm đây, hộp sàn đây, tất cả mọi thứ này, đấy, tem này, đấy. Ta thấy giá trị những xe tuyển chọn và gầm của nó thì đương nhiên là vật liệu không han không dị rồi các anh chị nhé, cứ sang choang thôi. Cái này đã được tháo những cái tấm phủ gầm bảo vệ gầm rồi, để quay cho các bác. Đấy, bản này thì hai cầu Formatic, hai cầu nhé. Đó, gầm đấy, cái này thì treo khí nén này, hệ thống này treo khí nén này, bốn quả nhé, giảm sóc này, tem này, cộng hưởng mấy treo đa điểm này, treo khí nén nhé, quả rất to luôn này. Đây nhìn này, các bác nhìn này, quả treo khí nén này. Đấy, tuyệt vời chưa. Đấy, đời này nó có treo khí nén, đời mới bây giờ không treo khí nén. Hệ thống cầu sau này, bô này,
Đấy, xem nào, đầu taxi này, chuẩn men này, không sợ bị va chạm này. Đấy, đầu taxi đây các bác, chuẩn men nhé. Đấy, chuẩn men nó như thế. Quả trèo khi lén này, 4 quả nhé, 4 quả luôn. Đấy, cầu sau này, xe chất nó phải như vậy đúng không ạ? Đấy, và chúng ta xem nào, quả trèo khi lén bên trên đây, quả trên này. Đấy, trước nhá, cổ phanh này, từ con ốc này, từ cái tem này, đó là lợi ích các bác xem là phần gầm này, tất cả ràng zin này, ràng đầu này, đấy, không sợ bị va chạm, đúng không ạ? Ràng này, đấy, học kìm hết các bác, thương lái này, họ chọn men thì nó như vậy, các bác kinh nghiệm đi chọn xe nhá, thì nó phải như vậy, và đó, tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn các bác rất là nhiều nhé.